Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì mưa, trời nó mưa to quá cho nên là tôi không đem ra ngoài tôi quay được. Tôi quay tại cửa hàng tôi nhá, ở số 320 đường Nguyễn Xiển. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Honda City phiên bản top. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và đăng ký biển Sài Gòn. Đăng ký từ năm 2017, một chủ từ đầu các bạn nhá. Chiếc xe này lăn bánh được 5.600.000 km rồi và bản top thì các bạn xem đây ạ, rất là đẹp luôn. Màu trắng ngọc trinh, biển Sài Gòn thì chúng tôi cũng đã rút hồ sơ rồi các bạn nhá. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc sang tên bấm biển mới thôi. La răng của bản top rất là đẹp rồi các bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, phiên bản top cũng được trang bị là khóa thông minh, đề nổ start top các bạn nhá. Rất là đẹp luôn các bạn ạ, màu trắng ngọc trinh. Chúng tôi cam kết là không có bị tai nạn, không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì cả. Rất mới, rất là đẹp và mới chỉ lăn bánh 5.600.000 km thôi. Camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ hết cả rồi các bạn nhé. Đấy, phiên bản top nhìn nó cũng đẹp luôn, từ cái la răng đều rất đẹp các bạn nhé. Nội thất da cao cấp rồi, điều hòa tự động rồi. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn này. Đấy, cái đây là cái phần nội thất bên trong, táp bi cánh cửa này, keo chỉ là còn nguyên này, ghế da, đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, ga tự động, cruise control này, các bạn nhá, rất đẹp, màn hình Android, camera lùi, đầy đủ hết rồi, vô lăng cần số này, tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Chiếc xe này được sản xuất năm 2017 các bạn nhá. Đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2017 luôn này. Rất là mới, rất là đẹp các bạn nhá. Đây là cái nội thất phía sau. Nội thất phía sau cũng còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn các bạn này. Đằng sau này thì ít người ngồi hơn cho nên là chiếc xe được rất đẹp và chủ xe cũng đã ốp bậc cửa rồi, chống trước rồi. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhá. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu này. Chiếc xe Honda City thì rất tiết kiệm nhiên liệu nhé. Chỉ 5,8 lít cho 100km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị thì 7,59. Nhưng nếu như ngoài đô thị chỉ có 4,86 lít thôi. Đấy, rất đẹp. Cốp sau này còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Tất cả những con ốc này là còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Những cái phần nỉ này cũng đều rất đẹp này, các bạn xem này, nỉ này đều rất đẹp. Chiếc xe này chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì nhiều đâu, mới rửa ráy qua đi thôi, vì mấy hôm nay là thời tiết nó cũng mưa nắng thất thường cho nên là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì được. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị sẵn camera lùi, cảm biến lùi rồi. Đấy, có cả camera lùi, cảm biến lùi. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị bạn xem về cái phần động cơ. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2017 này là một cái khối động cơ xăng iVTEC 1.5 lít rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Và đặc biệt là nó còn nguyên bản này, nguyên bản từ ốc chân máy này, đấy, rồi ốc cabo này, còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Đấy, chúng tôi cũng đã dọn qua đi về cái phần động cơ rồi các bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên hết này, tem này, tem cabo còn nguyên này. Đấy, còn nguyên và còn rất đẹp đấy các bạn này. Máy móc của Toyota với lại của Honda thì các bạn biết rồi, những dòng xe đến từ đất nước Nhật Bản thì rất là bền các bạn nhé. Có thể nói ví được ví như là những cái nồi đồng cối đá các bạn ạ. Rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, rất là mới các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Honda City 2017 phiên bản top này thì chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn nhé. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City Top 2017 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.